Trích bài giảng của Thánh Bernardo Viện Phụ, Đức Mẹ đứng gần bên Thánh Giá. Cuộc tự đạo của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta biết được là nhờ lời tiên báo của ông già Simeon, cũng như chính bài tường thuật cuộc thương khó của Chúa. Về hài nhi Giê-xu, ông già nói rằng, cháu sẽ là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn bà, ông nói với Đức Maria, bà sẽ bị nát ruột gan như lưỡi gươm đâm thâu. Vậy lại mẹ diệm phúc, một lưỡi gươm đã đâm thâu lòng mẹ. Lưỡi gươm ấy không thể đâm vào thân con của mẹ, mà một trật không đâm thâu lòng mẹ. Thật đúng, Chúa Giê-xu, con của mẹ, tuy là của tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là riêng của mẹ. Sau khi trút hơi thở cuối cùng, người đã không bị lưỡi gươm tàn bạo đâm thấu lòng. Lưỡi gươm đó không tha cho một người đã chết, mà nó không còn làm hại được nữa. Nó đã mở sườn người ra, nhưng chính lúc đó, nó lại đâm thấu lòng mẹ. Linh hồn của người chắc chắn không còn đó nữa, nhưng tâm hồn của mẹ không tránh được đâu. Lòng mẹ đã bị đau khổ đâm thâu. Vì vậy, chúng con thật có lý mà tuyên bố rằng mẹ còn hơn cả vị tự đạo, bởi vì nỗi đau do mẹ cùng chịu khổ chắc chắn đã vượt qua sự đau khổ trong thân xác. Câu, thưa bà, đây là con bà. Đối với mẹ, chẳng còn hơn một lưỡi gươm mà đã chẳng đâm thâu lòng mẹ cùng đạt tới chỗ phân cách tâm với linh sao? Ôi cuộc trao đổi kỳ lạ, Thánh Gioan đã được trao cho mẹ để thế chỗ Chúa Giê-xu, người tôi tớ thế chỗ chủ, người môn đệ thế chỗ thầy, còn ông Giê-bê-đê thế chỗ cho con Thiên Chúa, một người phàm thay vì Thiên Chúa thật. Làm sao nghe lời này, lòng mẹ đầy âu yếm không bị đâm thâu? Trong lúc chúng con, dù lòng dạ trai đá mà chỉ nhớ tới lời đó thôi, cũng thấy lòng mình tan nát. Thưa anh em đừng ngạc nhiên khi thấy Đức Maria được gọi là vị tự đạo trong tâm hồn. Có ngạc nhiên chăng là kẻ quên lời Thánh Phaolô nói rằng, một trong những tội tày trời của dân ngoại là vô tâm bạc tình. Một tội như thế thật xa lạ đối với lòng dạ Đức Maria. Ước gì tội đó cũng xa lạ đối với lòng dạ các tôi tớ hèn mọn của mẹ. Biết đâu có kẻ chẳng nói, nào mẹ lại không biết trước Chúa Giê-xu phải chết sao? Dĩ nhiên là biết. Nào mẹ chẳng hy vọng người sẽ sống lại ngay sao? Dĩ nhiên với tất cả lòng tin. Và dù vậy, người cũng đau khổ khi thấy con mình bị đóng đinh, phải thế không? Phải, và đau khổ ghê gớm. Này người anh em, bạn là ai? Khôn ngoan của bạn ở đâu mà bạn lại ngạc nhiên vì Đức Maria cùng chịu thương khó hơn là vì Đức Giê-xu, con của người chịu thương khó? Về phần xác, con của mẹ đã chết. Còn mẹ đã chẳng chết trong tâm hồn với con sao? Chính tình thương đã khiến Chúa Giê-xu Kitô chịu thương khó, và không còn tình thương nào cao cả hơn tình thương của người. Và kể từ đây, không có tình thương nào sánh nổi với tình thương đã khiến Đức Maria cùng chịu thương khó với con của người.